Thì mỗi lần muốn gần gũi thì em cứ khều khều ảnh cái nó mệt đó nha. Mệt đó nha. Hồi đó quen nhiều người lắm ha, sao thấy cái lăng dữ. Thấy gấp đồ ăn cho mấy bạn nữ đồ gấp nhiệt tình dữ à. Nhưng mà tới lúc mà về cưới nhau em mới nói đó, không phải nhiệt tình, không phải ga lăng, nhưng mà những cái em ăn không được em gấp cho vợ. Đâu rồi, còn những cái mà em thích để lại để em gấp cho em, chứ đợi mấy người đó gấp hết. Nhưng mà vợ không biết, vợ cứ nói em ga lăng. Dạ, em tên là Đỗ Hưng Giang. Em năm nay 30 tuổi, hiện em đang làm nhân viên điện lực. Chà, chắc cái nhà không bao giờ cái đèn mà nó bị dơ đúng không? Dạ, nhà gì cao quá ông đứng không lao nữa là hết dơ rồi. Em lao vòng vòng nhà không, còn nhà em ít lao lắm, vợ em lao. Rồi để cho bà vợ thiếu thuốc tất đi lao uống đèn. Ta bên điện lực mà, ta lo phần chiếu sáng thôi. Đó, tại lao nhà hàng xóm mình có tiền, còn lao nhà mình không có tiền nên để cho bà làm. Lao bà tiền cho vợ. Thôi còn em. Dạ em tên là Xuân Mai. Năm nay em 26 tuổi và em đang là giáo viên tiểu học. Rồi, Giang với Mai. Nghe ngộ ngộ ha. Nghe ngộ ngộ quá. Ngộ thiệt. Tôi thề với hai bạn luôn, tôi không có ý gì nha. Rồi. Thôi bây giờ không nói tới tên nữa nha. Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp nào? Hai chồng em quen nhau trong trường hợp là ảnh tới phòng trọ của em, ảnh tìm bạn của ảnh để rủ bạn ảnh đi ăn. Ảnh tới mà ảnh cứ đập cửa ầm ầm rồi cứ mai mai. Cái em cũng đi xuống mở cửa rồi bước ra thấy anh này cao đứng trình ình trước cửa. Trình ình trước cửa. Mai là ai? Mai là tên bạn em. Có một cô tên Mai đúng không? Dạ không. Chị bạn đó tên khác còn em là tên Mai. Sao lại kêu Mai? Dạ tại lúc em xuống em định rồi rủ bạn em đi ăn tối. Nhưng mà xuống phòng á thì bạn em nói bạn có công việc ra ngoài rồi, có hai bạn mới dọn về ở chung cũng xinh gái lắm ấy, là mai cho vô rủ mấy bạn đó ra quán trước đi rồi mình về. Xong rồi em mới hỏi không biết gì hết sao vô gọi ai dám mở cửa. Cái bạn em mới nói thì không sao đâu, nãy nói rồi bạn tin Mai cứ vô kêu Mai là mở cửa. Em vô em cũng làm liều luôn, em cũng kêu Mai Mai. Xong rồi mở cửa ra em thấy vợ em mặc nguyên bộ đồ bộ màu xanh chấm bi trắng nữa mà hết tóc ngắn mà bé tí rồi đứng đầu tới dài. Em nói trời lỡ kêu rồi vợ mới không lẽ đi về sao không được lỡ kêu dán gồng luôn. Cái bạn ra hỏi có gì không anh, cái nói nãy rủ bạn đi ăn mà bạn nói đi trước ra quán rồi chút bạn về ghé. Xong rồi bạn cũng nhìn chút cái cũng gật đầu xong vô thay đồ đi với em ra quán. Xong rồi ra quán ăn á, bạn cứ lúc mà về sau này hỏi vợ nói vụ hồi đó quen nhiều người lắm ha, sao thấy ga lăng dữ. Thấy gấp đồ ăn cho mấy bạn nữ đồ gấp nhiệt tình dữ à. Nhưng mà tới lúc mà về cưới nhau em mới nói á, đó không phải nhiệt tình, không phải ga lăng, nhưng mà những cái em ăn không được em gấp cho vợ. Xong rồi còn những cái mà em thích để lại để em gấp cho em, chứ đợi mấy người đó gấp hết. Nhưng mà vợ không biết, vợ cứ nói là em ga lăng. Dạ, lúc nào chưa cưới vợ cứ tưởng ga lăng như là không phải. Cho nên là hình ảnh của ảnh trong em đẹp lắm phải không? Đẹp, đẹp lắm. Ga lăng quá mà. Rồi, có phải là do chính hành động ga lăng đó với lại cái hình dáng cao to của anh ấy mà em đã phải lòng anh ấy không? Lần đầu tiên khi mà gặp ảnh thì em cũng không có ấn tượng gì, em ấn tượng ảnh cao to thôi. Còn lúc đó thì em cũng đang có bạn theo đuổi nên em không có chú ý tới ảnh nhiều. Rồi nào mới chú ý? Lúc đó là vợ mới ra trường mà chưa có công việc. Bữa đó mới rủ vợ đi ăn, nói với vợ đi ăn với mấy ông anh cũng có người làm mình giáo dục rồi hỏi hồ sơ làm sao đặng xin việc làm cho anh dễ. Bạn thì mới ra trường nên nghe vậy cũng đi theo đặng tìm cơ hội xin việc làm. Cái đó là ảnh dụ em á. Đi theo nhưng mà hồi tới rồi lên tỏi là toàn là thầy thể dục rồi không. Chơi đá banh đồ chung với mấy thầy thể dục rồi đi rủ mấy thầy thể dục đi ăn tối. Dụ. Anh nói lên đá banh lắm. Tại vì hôm nãy giờ xin vô đi dạy thể dục. Dạ, nghĩ trong lòng thôi rồi bị dụ rồi mà thôi, chịu đi. Mà cuối cùng là chính thức yêu nhau là bao lâu? Sau khi mà biết nhau khoảng 2-3 tháng thì tụi em bắt đầu quen nhau. Em gục trước anh hay là anh ảnh gục trước em? Ảnh rất là dẻo miệng chị. Là em gục trước. Em trước à? Dạ. Em. Lần đầu tiên ảnh chở em đi chơi mà ảnh dụ em nào bóc trái cây xong rồi đút cho em ăn, nói ngon ngọt lắm. Xong rồi trên đường về thì trời mưa mà cái ảnh nắm tay. Trời ơi. Mọi cho nắm không? Dạ có. Rồi cưới nhau về rồi. Dạ. Có những cái gì vỡ mộng không? Dạ có nhiều lắm. Thứ nhất là ảnh nhậu rất là nhiều. Thứ hai là ảnh làm biếng. Thứ ba là ảnh ở dơ. Làm biếng với ở dơ nó là gần gần nhau lắm. Dạ.
Rồi. Thứ tư đó là ảnh vô tâm luôn. Là sao? Lúc yêu thì ảnh rất là lãng mạn, khi cưới là ảnh quên hết trơn. À, sinh nhật bỏ đi nhậu luôn, kỷ niệm ngày cưới gì cũng quên hết, không có nói năng gì hết. Ngày lễ tình nhân thì sao? Tình nhân thì trước mấy bữa thì em phải nhắc nhở, xong rồi em mặc rầu rượi rượi thì mới có quà, còn không chắc cũng quên luôn. Rồi trong cái chuyện mà các bạn gần gũi nhau đó, có khi nào nhắc khéo không? Thì mỗi lần muốn gần gũi thì em cứ khều khều ảnh cái nó mệt đó nha. Mệt đó nha. Mày nó mệt đó nha. Rồi mỗi lần rồi đi làm về cái em thì tặng em nằm coi tivi, nằm coi mình. Cứ mỗi lần cái vợ dọn dẹp, rồi ăn cơm, rồi chén rồi xong cái lại võng thì hai ba cái đó ghế rồi cũng đó. Không ngồi, cứ lại ngay cái võng của em nằm trèo lên ngồi. Cái em nhìn về cái nó cho ngồi miếng, nó chứ võng quá trời sao không ngồi lại lên ngồi thì ngồi miếng cho có tình cảm. Nó ơi, hôm nay mệt đó nha. Bây giờ em nhìn em về cái buồn. Dặn sao cái bỏ vô phòng ngủ, coi tivi xong vô ngủ thì thấy vợ em ngủ rồi, cũng nằm sát vô ngủ, ôm mới ôm ngủ. Cái xong ra cái nói em ngủ không biết quay qua ôm vợ cái hung chán vợ, chúc vợ ngủ ngon vậy cái rồi đó, mình sợ vợ đang ngủ mình đụng vợ thì giật mình vậy. Cái hở ra cái nói chồng vô tâm, mình không thương vợ gì hết. Rồi giờ vậy tuần mệt mấy ngày. Chắc chắc ảnh trèo lên tụt xuống trụ điện ảnh mệt riết. Tuần kia ngày nào cũng mệt rồi sao được. Vợ mới 26, chồng 30, 30 là cái tuổi này ấy lắm mà. Đúng không? Chắc ảnh không biết phải đâu nữa. Đúng rồi, tuổi này nó hừng hực á. Mệt giỏi nè. Rồi em á, mỗi lần mà chồng em cứ bỏ em một cách vô tâm vậy á, em buồn không? Dạ buồn chứ chị. Mới thời gian đầu cưới về á, thì khoảng một tháng á, là anh cứ đi nhậu hoài, một tuần 7 bữa cho anh nhậu hết 5 bữa đó. Em ở nhà em ăn cơm với ba mẹ chồng, cứ ăn cơm xong rồi dọn dẹp xong rồi cái coi tivi xong rồi cái tới giờ cái đi ngủ, tới giờ em buồn ngủ thì ảnh lại về. Em thấy vợ nói vậy em có cảm thấy là tội nghiệp vợ không? Trời chứ gì mới cưới người ta mà tuần 5 ngày dục nhà rồi còn 2 ngày kia thì lo chơi game với coi tivi xong ngủ. Ảnh hay lắm, cứ bạn bè gọi nhậu cái là ảnh đi liền, còn vợ nói chồng ơi bữa nay chồng có rảnh không? Chưa biết, để coi. Chứ không bao giờ mà chồng rảnh mà bạn bè điện cỡ nào cũng rảnh hết á. Chị mà là gian là nãy giờ là chị phải nói cái gì đó để cho Mai nó đỡ buồn, chứ chị thấy nếu chị mà là em chị buồn lắm. Trời ơi, khoảng thời gian đầu tiên là em khóc suốt luôn chứ. Mà anh này hả, hồi đó yêu thì còn dỗ, chứ giờ cưới về khóc gợi đời khóc chừng nào hết, khóc thôi. Mà em giả bộ em càng khóc lớn thì ông ngủ càng ngon hay sao? Anh để vợ khóc chứ, tại mấy lần hồi đó khi yêu nhau biết mà cứ càng dỗ càng khóc nên hà đừng dỗ, để cho khóc đi rồi sáng mai hỏi sao khóc. Nhưng mà hỏi vậy thôi chứ mình biết câu trả lời rồi, nhưng vợ hỏi trả lời cũng biết, tại vô tâm nên vợ khóc. Rồi giờ sao? Nói vợ đi. Đi làm như công việc rồi thì cũng tranh thủ về sớm phụ vợ nấu cơm rửa chén rồi phụ vợ. Lúc cưới vợ thì có hứa vợ là người nấu cơm, người rửa chén ha, nấu đồ ăn gì đó phụ vợ. Bây giờ thực ra mà nói á, cái điều mà em cần phụ nhất với lại vợ em á là hùng hạp lại mà sanh đứa con cho nó vui nhà vui cửa được. Nói với vợ đứng lo anh đi, người ta nói đó. Nãy giờ mà còn cười hoài à. Chương trình này chồng xin lỗi vợ, chồng sẽ cố gắng phụ vợ nhiều hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn, yêu thương vợ nhiều hơn để vợ bớt gánh nặng trong gia đình và yêu thương chồng hơn. Chồng có món quà để tặng cho vợ. Hả? Cái gì đây? Trời ơi, bữa nay gặp mấy ông chồng ra lăng ha. Tặng cho vợ có quà chúc vợ luôn hạnh phúc với chồng. Ông hứa cái chính đi. Chính đi. Ai tỷ cầu. Dạ, tại em hứa với vợ là em sẽ bớt nhậu lại đặng có em bé. Đúng rồi. Yên tâm đi, lên đây ngồi là sẽ có nghe. Rồi, đêm nay thăng hoa nhé. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ, em năm nay 25 ạ. Trời ơi. Chị buồn quá thiệt. 25 mà nhìn như 15 vậy đó. Ủa, 25 tuổi mà tên gì, nghề nghiệp ở đâu? Em tên là Bùi Thị Kim Thu, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên ạ. Còn em là Đặng Hải Vương, năm nay em cũng 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên quảng cáo. Chà, làm nhân viên quảng cáo chắc chắn là có nhiều cô theo đuổi lắm đây. Mà lại đẹp trai như vậy nữa đúng không? Gặp nhau ở đâu, trong hoàn cảnh nào? Hồi đó là gặp nhau ở trên mạng, rồi em mới chat với nhau, rồi nói chuyện, rồi hẹn gặp mặt ở trước cổng trường của cô và em. Ủa?
Vậy là quen lúc mà vợ đang đi học hả? Dạ, dạ học cấp 3. À. Đang học cấp 3, à dạ. Như vậy là cũng lâu rồi ha? Dạ, dạ 7 năm. 7 năm. 7 năm rồi. Ừ. Dạ. Mới lấy nhau? Dạ, mới lấy nhau được 1 năm. Ồ, ừ. Rồi. Vậy là tình yêu cũng lâu bền ghê. Rồi, bây giờ xin hỏi nghe, ai chủ động tấn công ai chứ? Em chủ động chứ. Ờ, chủ động chứ. Vậy thì cái ấn tượng ban đầu của em về vợ em là gì? Thấy vợ em bự lùng, mà người thì hơi mập chút xíu, mà là da thì hơi ngăm ngăm đen. Đó, thì mắt thì một mí. Hồi đó vợ em thì để tóc kiểu cá la hán, nhìn nó tiếu tiếu làm sao á. Ủa, tóc mà kiểu cá la hán là sao ta? Tức là ở đáy đằng sau là cao, còn đây chìa xuống đây nè. À, đúng rồi, kiểu cá la hán. Còn ấn tượng của vợ về chồng như thế nào? Cao, ảnh trắng. Mà có điều ảnh hơi khô, ốm quá đâm ra nhìn thấy khô. Ờ. Nhìn thấy cũng bình thường. À, chứ không có thích liền. Không có thích liền. Không có thích liền. Ồ, còn em có thích vợ em liền không? Dạ, cái đầu tiên thì em cũng thấy cũng dễ thương. Thì suy nghĩ trong đầu chắc cũng làm quen thử coi sao. À, làm quen thử sao ai về yêu thiệt. Dạ. Tình yêu của các bạn chắc là suôn sẻ lắm hả? Dạ không, tụi em cũng chia tay được 3 lần. Ồ. Chia tay được 3 lần hả? Dạ, 3 lần là. Tức là chia tay hôn. Mừng lắm hay sao mà đã chia được thiệt à? Cái lần cuối cùng mới mừng, còn là mấy lần kia là hả? Anh mừng chứ em không có mừng. Ồ, ồ sao vậy? Sao không? Lúc mà mới quen thì anh cứ lâu lâu anh nói em gì đâu mà sao mà đen quá à? Mắt con mấy lùng đó, không giống như bạn gái cũ của anh. Trời ơi, tức ơi là tức luôn. Ừ. Cái sau này anh thích vậy đó mà, vậy thôi đi quen lại đi. Chia tay, không quen nữa. Ừ. Bao lâu? Được tháng thì cũng quay lại. Ừ. Quay lại xong rồi cũng được 2-3 năm sau á, cảnh lại... Chơi đen nữa? Không, lần này á là không liên lạc nhau 1 tháng trời luôn chị. Lý do? Là lúc đó thì em mới quen được cô bé kia cũng rất xinh xinh. Trời ơi, bắt cá hai tay gì đó hả? Trời ơi trời. Thì em say nắng một chút rồi. Vợ em điện thoại tới sau, điện thoại tới hỏi: alo, anh hả? Sau một viên một tháng trời nói anh qua nhà em hay là nói chuyện với em. Lúc đó em thấy kỳ kỳ đó, em cũng qua rồi em cũng nói chuyện. Không dám đâu, em nói á, quen người ta thì ngỏ lời đàng hoàng, không quen nữa thì nói ta một tiếng đi. Tự nhiên quăng ta xó xong đi quen người khác. Tức. Em biết là quen người khác luôn. Thì chị cứ nghĩ đi, bọn mình một tháng lẽ đi đâu. Ừ. Đó, đi quen người khác thôi. Mà có bắt gặp không? Không. Không bắt gặp. Diễn thôi gì. Anh là từ giấu ghê lắm. Nhưng mà sau này mới kể cho em biết là lúc đó mới quen con. Dạ, đúng rồi đó. Rồi, rồi hàng gắn sao? Thì em có nói với người kia, nếu như mình là con người như vậy, mình có chấp nhận mình hay không? Thì người đó mới không chấp nhận em. Xong rồi em thấy thôi, chắc quay lại với lại người cũ đi. Chắc ăn. Chắc ăn. Đó là lần thứ nhì. Dạ. Lần thứ ba. Bữa đó thì anh đi công tác ở trên Lâm Đồng á. Anh đi tới tuần. Cái em thì cũng gẹm là ham chơi á. Cũng đi chơi bời, xong rồi vô tình gặp lại bạn trai cũ. À. Nên say nắng chút xíu. À. Anh vừa đúng. Quê có qua có lại đúng quá. Sau lúc này anh mới ghen, anh kêu chia tay, không có quen nữa. Anh nói dành tất cả tình cảm dành cho em mà bây giờ em lại người là người phản bội anh. Thế sau mà nói đâu có đâu anh, tại người ta tới người ta nói chuyện là em động lòng xíu thôi chứ đâu có gì đâu. Xong rồi quay hả? Quay liền không? Cũng năn nỉ, cũng cả tuần đó chị. À. Mới chịu nguội lòng. 7 năm trời lúc đó mới là ghen đó chị. Không bao giờ ghen. Đấy, là đậm quá rồi, yêu đậm quá rồi mới ghen đúng không? Lúc đó mới nhận ra được rằng một mí là tuyệt vời. Trong một năm về ở chung mái nhà rồi thì có phát hiện ra ở ông này có tật xấu vậy? Dạ, anh thì cũng mới có tật xấu đây à. Có tính là rất là kỹ tính. Ừ. Đồ ăn đủ trong nhà cũng vậy, phải là mẹ anh nấu, anh mới ăn. Còn em nấu, anh chê. Ồ, vậy hả? Dạ. Phải có nguyên nhân đúng không? Dạ, tại vì vợ em nấu ăn quá xá là dở. Quá xá là dở. Ăn đồ ăn mẹ nấu quen rồi. Thực ra bà mẹ nào nấu ăn cũng ngon á, ngộ ghê. Chị cũng vậy đó. Trời ơi, đồ ăn mà mẹ chị nấu á, chị ăn ngon thì là ngon, mà sao đồ mình nấu mình ăn mới được luôn á. Kỳ cục lắm. Rồi hả, anh có tịch mua đồ á chị. Không bao giờ nói thẳng cái giá tiền đúng của nó giờ á chị. Tại giấu sao? Giếm, em không biết. À, có một lần á, ảnh đi mua cái máy lạnh. Ảnh về anh em có 500 ngàn thôi. Thực ra là bao nhiêu? Mà chị nghĩ coi máy lạnh là sao có 500 ngàn, 2,5 triệu. Sao vậy cưng? Sao em lại phải giấu? Bây giờ em á, tính á, thì hay kibo lắm. Ở xíu mà em mua cái gì á đều hỏi tiền hết, chứ không có cần là hỏi là xài được hay không là xài được. Hay là đồ đó là sao? Hay là mua ở đâu? Chị hỏi là về bao nhiêu tiền? Xong rồi thì em nói nếu mà nhiều tiền quá thì em lại không cho mua. Nhiều khi thì lẫy lên. Thế là giận. Đó, còn lúc thì em nói rẻ quá thì kêu lại không tin.
Đó, nên em cũng không biết phải nói làm sao nữa. Rồi tật xấu của vợ em là gì? Thứ nhất là học đậu đoạn, như rửa chén chục thì đập hình cái. Nhưng mà em ngồi ngoài là cuối lần mà mẹ giờ em mà vô mà rửa chén cái là ngồi ngoài tới thóc tim. Trời ơi, đứa mày đập tới gì đây? Ủa bây giờ chứ mặt nhiều lắm em. Hả? Hả? Đồ nhà chồng em được thay mới toàn bộ. Chị phải cảm ơn vợ em. Dạ. Thường á là có vợ trẻ như vậy chắc chắn là em rất là chiều chuộng vợ em. Thì vợ em thì em cũng chiều chuộng lắm, nhưng mà vợ em thì lúc nào cũng lười biếng trong cái chuyện như là tới vậy, như là chuyện vợ chồng á, thì vợ em lúc nào cũng không bao giờ chiều chồng hết á, mà toàn là em cày em bới rồi em tới lên. Còn vợ em á thì cũng có làm mà vẫn làm xong. Rồi nhiều khi á, đang người ta lên đỉnh điểm rồi đó, rồi bắt đầu chuẩn bị vô cuộc, rồi bắt đầu vợ em nói: anh, hôm nay làm có lương chưa? Trời ơi. Còn có lúc nữa thì là đang trong giữa cuộc rồi, thì giờ em mới: thôi giờ em buồn ngủ quá, thôi mình đi ngủ đi, hôm nay mình làm tiếp. Rồi bó tay. Lên là... Rồi sao? Mình rất là buồn những cái chuyện khi mà thấy vợ mình cứ không gọi là theo chồng, mà cứ nào cũng thấy cứ liềm là em cũng buồn sao. Còn buồn sao đúng không? Dạ. Mà tới giờ luôn hả? Dạ tới giờ luôn mới dám nói lên chương trình. Nhưng mà chắc phải có một cái lý do gì đó đúng không? Chắc tại bữa đó em quên hỏi anh á, đang lúc lâm trận kia mới nhớ tới em mới hỏi thôi. Nhưng mà đó là cái vấn đề tiền lương, nhưng mà có như tới đang đó là mới, còn đang giữa lại biểu buồn ngủ là sao? Tại anh làm trễ quá à. Lấy chưa? Đối giờ được không? Giờ, qua chương trình rồi này rồi thì em mới hiểu được rằng chúng ta hay nên sớm hơn chút xíu. Ông tức là bị chinh giờ đúng không? Sai đúng giờ. Giờ em được cái mơ ngủ lắm. Em làm 1-2 giờ sáng về là nhiều khi xuống mở cửa cho em cái xong rồi đi ngát ngủ. Chị hỏi em nè, có bộ cái vụ mà giờ giấc thì em nói em đi làm gì tới 1-2 giờ khuya mới về hả? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy thì tội nghiệp cho nó quá, cái giờ đó giờ ngủ ngon quá. Hèn gì, bà không làm mất hứng cũng ổn. Bây giờ thì hiểu chưa? Không có được buồn, vợ thôi. Mình nó thương mình, nó yêu mình, vấn đề cái giờ của mình kỳ quá. Có muốn gì muốn qua đêm đi em. Rồi bây giờ nếu như cho em muốn vợ em thay đổi thì em muốn điều gì? Giờ là em muốn vợ em thì bớt hậu đầu đi, bớt đoạn đi. Phải biết rồi là chiều chồng, biết lăn xả theo chồng trong những cái tình huống vợ chồng riêng tư. Khi mà lâm trận là phải lăn xả. Đừng có nói chuyện, đừng có hỏi chuyện tiền bạc, thường nhật và tiền bạc hay là gì đó. Vui. Còn em mong muốn chồng thay đổi sao? Có cần đổi giờ không? Chắc cũng có. Đó, cần mấy giờ nói luôn đi. Sẵn chương trình đó, anh ơi mấy giờ? Nghĩa là em hợp với cái phong thủy là cái giờ nào? Đổi thử một lần đi coi nó có lăn xả không? Dạ. Đúng không? Dạ. Ok. Đó, vậy thì những điều mà chồng em mong muốn em sửa được không? Dạ được. Còn cái điều mà chồng muốn á thì có thực hiện theo chồng được không? Dạ, nếu mà chồng về đừng có hành vợ lúc nửa đêm là được. Thành đổi giờ đó. Nghe. Chúc hai bạn tự điều tiết nha, tự rồi. Điều tiết chứ cái này là chương trình hút phim được đó. Rồi. Chúc cho hai vợ chồng bạn trăm trận trăm thắng. Dạ. Còn là Mai Tú. Vợ con là Trương Thị Huyền. Dạ. Chúng con tiến từ Nghệ An á. Dạ. Dạ, công việc hiện tại là đang kinh doanh ở ngoài ạ. Kinh doanh nhiều thứ ạ. Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay là 31 tuổi rồi. Vợ là sinh năm 94. Rồi mời con. Cho vợ tự lực cánh sinh đi con. Vợ tự giới thiệu đi nào bé Huyền. Dạ con đầu tiên là con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Trương Thị Huyền. Năm nay con 29 tuổi và con đến từ Nghệ An. Hai vợ chồng con làm kinh doanh ạ. Tụi con là làm kinh doanh là trực tiếp hay là online? Dạ cả trực tiếp cả online luôn ạ. Đúng rồi, thời buổi giờ làm gì cũng phải có online đúng không con? Vâng. À, rồi bây giờ nè, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai vợ chồng gặp nhau và tìm hiểu nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Chồng nói đi. Dạ thì cơ duyên thì cũng không phải cơ duyên đâu ạ. Kiểu là vợ con lúc đấy đang buôn bán quần áo ấy, mà giống như kiểu trong tình trạng phá sản ấy. Là chuyển nhượng cửa hàng. Thì con lúc đấy là mới tập tuệ ra kinh doanh. Thì cũng có qua bên cửa hàng của vợ con để giống như kiểu là muốn nhường lại muốn lấy lại cái hộp đấy. Chuyển nhượng cửa hàng. Chuyển rồi mão vâng. Đó, như là mình mua lợi đó. Vâng. Lúc người ta coi như là sạc nghiệp rồi, rồi. Xa cơ thất thế rồi. Vâng. Cái mình tới mình coi đừng mình bung cái giá rẻ đó, có em con có bị ép giá dạ, không? Dạ có. Bị ép giá con ép giá có mười mấy triệu thôi. Vì ở quê con á, nhưng mà sao con không bán. Thế và khi con bị ép cho nó hỏi con kêu bao nhiêu?
Con kêu 25 triệu. 25 mà con bị trả bao nhiêu? Trả có 17 triệu. Sợ chưa? Bớt cái 7 triệu. Ủa mà 8 triệu. Ủa mà con trực tiếp trả giá hay là con nhờ người khác trả giá? Vâng, con trực tiếp trả giá. Trực tiếp luôn. Có nghĩa là gặp mặt người đẹp là coi như là từ 25 mình trả xuống 17 triệu luôn. Như thế này ạ, không những là trực tiếp mà còn gọi cả bạn bè vào để gọi là chuyển nhượng cùng rồi để con hạ giá xuống, để đấu giá đó, hạ thấp cái cửa hàng của con xuống ấy. Đấy, rất là mưu mẹo luôn. Trời, sao con mưu mẹo và thủ đoạn quá vậy? Nhưng mà lúc nói nghe nè, con á, lúc mà chồng con tới trả giá, một anh con trai á, rất là đẹp trai nè, cao lớn vạm vỡ như vậy mà ép giá con tới 8 triệu bạc như vậy á, lúc cái cảm giác con sao, con tức không? Mới đầu nhìn chồng con á là con thấy ủi sao đẹp trai thế. Mà không những một mình con mà xung quanh con rất là nhiều cửa hàng khác, các bạn ấy chạy sang, ôi chị ơi ai đấy đẹp trai thế. Đấy, hỏi thế nhá. Chị bảo con chị không biết đâu. Nhưng mà xong đấy là con vẫn lấy lại tinh thần, mình phải ở cửa trên, mình không thể chuyển nhượng như thế được. Thế xong con nhất quyết không chuyển nhượng, thế là đi theo cái bài là mua, xin hỏi mua một cái giá. Đấy, mua cái giá với giá 500.000. Thế là con kỳ kèo bảo không được. Thế á, xong rồi sau con lại chuyển nhượng cho người khác. Ủa, mua cái giá 500 ngàn là sao? Cái giá treo đồ ấy chú. Cái cửa hàng quần áo nó sẽ có cái giá treo đồ ấy. Được, ổng mới mua cái giá. Nó xin mua một cái giá treo đồ là 500 ngàn thôi. Nó tức nó không bán luôn. Có nghĩa là trả giá 17 triệu không bán. Nó kêu 25 mà trả có 17 triệu. Mà không lẽ bây giờ đi về tay không? Đúng rồi. Cho nên phải mua một cái gì đó để cho đỡ quê. Mà giờ nó không bán luôn. Mà về cứ nhắn tin liên tục chú ạ. Nhắn tin nhiều lắm, kèo nhiều lắm. Cái lúc mà con vô con gặp cái cô chủ này á, chắc có lẽ là con nhìn cổ cũng xinh xinh và con cũng có ấn tượng về cổ đúng không? Không, thực tế là ấn tượng thì không, mà con ghét quá, con phá mà. Con kiểu mà mắc mới gì con phá người ta. Con tới con trả giá kiểu đó mà đúng con rồi. Còn ghét người ta. Không, nhưng mà cái giá đấy con không phải trả thấp, mà sau em mặc bằng chung ấy thì nó vẫn cứ cao, chẳng qua cái bà này bà hô giá cao thôi. Đấy, chứ không phải là giá con trả là thấp đâu. Nhưng mà con đã không thích rồi thì sao về lại nhắn tin? Không. Đâu có không, chưa, đã là ghét người ta không ấy là còn mua cái giá treo đồ làm chi vậy? Là lúc đó là con lầy, con chọc hay là con thực sự con cần cái giá treo có đồ? Có nghĩa là con cũng có cần thật, nhưng mà cũng mục đích là để kiếm cớ để nói chuyện đấy. Tại vì lúc đấy nói không ấn tượng thì cũng không phải không ấn tượng, nhưng mà kiểu là kiểu mình tức cái vụ mà mình không được chuyển nhượng ấy. Sau là hai bên có nhắn tin qua lại với nhau một thời gian thì con biết là bạn này chuẩn bị kiểu đóng cửa hàng đi ra Hà Nội ấy. Đi ra Hà Nội làm việc thì con này mời bạn này về làm nhân viên của con. Con kể con nghe coi, cửa hàng nhà bạn này lớn không? Không, cái lúc đấy là lúc đầu là anh làm nhà nước thì bắt đầu là thấy kinh doanh cũng ổn và làm nhà nước nó không ổn, lương nó không được cao ấy cô, nên là bắt đầu xin ra ngoài, nghỉ ra ngoài kinh doanh online ở nhà. Đấy thì là mở bán tại nhà, bán online tại nhà và đang muốn là mở một cửa hàng nhỏ ấy. Thì lúc đấy á, cũng chưa có vốn nhiều ấy. Đấy là, nhưng mà không biết, con không biết là tại sao mà cái mức lương cơ bản ở quê con tầm 4-5 năm trước á là chỉ tầm 3-4 triệu thôi. Đấy mà ông lại trả con 7 triệu luôn. Lúc đó là đã có cảm tình rồi đúng không? Con nghĩ là thế. Tức là đưa con về làm nhân viên. Dạ. Vâng. Là nhân viên bán hàng đó. Đúng ạ. Lúc đó là con đã có cái cửa tiệm nhỏ rồi. Chưa có cái gì cả luôn. Là nhân viên bán hàng online thôi. Dạ. Con chỉ ngồi đấy thôi. Có mà trả 7 triệu. Vâng. Trả 7 triệu. Anh hiểu không? Tôi hiểu, nhưng mà sao? Cái sự mà nó gọi là mê gái mà. Thì bởi vì em đang thắc mắc, em mới hỏi nè. Tức là sau khi cái vụ mà trả giá mà không được rồi, đã không có cảm tình rồi. Dạ. Mà tại sao lại nhắn tin rồi sau đó lại tạo điều kiện cho cô này, cổ đi về, cổ làm việc với mình mà trả một cái giá như vậy? Có nghĩa là có một câu chuyện như thế này. Có nghĩa là con với vợ con lúc đấy bạn bè nhắn tin qua lại với nhau công việc thôi. Nhưng mà có một hôm ấy, con rủ bạn này đi uống nước chè. Thì không biết bạn này cố tình hay cố ý, có một bạn khác nữa cũng tới, kiểu giống như kiểu là dằn mặt con, giống như kiểu là anh mà không yêu em đi thì thì người này sẽ yêu em đấy, kiểu như vậy. Thành ra con tức quá, con nghĩ phải tán đổ bằng được vợ con. Và không, lúc đầu nghĩ là đùa vui thôi, không nghĩ yêu đến bây giờ luôn. Vâng. Là lúc đó là con đưa vợ con về làm cho con trả 7 triệu. Vâng. Rồi có tăng lương không? Làm bao lâu thì tăng lương? Không. Lúc con nghĩ là tầm khoảng làm được 3 tháng con thấy trả lương này cao quá. Ôi, 7 triệu mà cao hả? Dạ, ở Vinh con như thế là cao lắm đấy. Ở chỗ con nó là cao gần gấp đôi. Đúng rồi, 3-4 triệu à em? Không, cách cái khoảng 4-5 năm trước nữa thì mức ấy là nó cao.
thì nghĩ là thôi hay thì cưới đi, đỡ phải trả lương. À, con tính dễ sợ luôn ha. Cái này là mẹ con tính. Mẹ con tính giùm con hả? Mẹ con tính để bắt hai đứa cưới. Đấy. Không, bây giờ chú hỏi này, trong cái thời gian làm việc á. Dạ. Thì là con có cảm nhận được là ông này là ông thích mình không? Và có bao giờ ông tỏ tình với nhân viên trong lúc làm việc không? Nếu mà để mà cảm nhận được thích hay không thì là từ cái lúc mà anh em đang nói chuyện với nhau nhá, là đã cảm nhận được là có tình cảm rồi thì cả hai mới xác định là ở lại làm và nói chuyện với nhau. Còn nếu mà không có cảm tình thì chắc là không nói chuyện với đâu với chú ạ. Nhưng mà sau khi về làm chung nhở, về làm chung thì cũng không gọi là tán hay là gì trong lúc làm việc đâu, rất là bình thường, công việc ra công việc đấy. Nhưng mà lúc đến làm và lúc đi về thì cũng rất là ga lăng, mặc dù con ở xa tận 7-8 cây số nhưng mà vẫn không đèo đâu, nhưng mà đi một xe máy bên cạnh xe của con thế này này. Đấy, kiểu đưa đi đón về như thế cũng rất là tâm lý luôn. Nhưng mà lúc nào thì làm được bao lâu thì con cảm thấy con yêu anh này? Lúc mà anh mướn con về lúc đó con thích anh chưa? Chắc là lần đầu nhìn con đã yêu rồi. Không. Chắc không. Lần đầu nhìn thì ai thấy trai đẹp thì nó cũng phải có mất 3 giây để đứng hình thôi. Nhưng mà xong tầm khoảng hơn 2 tháng ấy. Lúc anh mướn con tại sao con giữ sĩ diện? Mình đường là một bà chủ đi sang nhượng cửa hàng. Không. Và bây giờ tự nhiên về làm nhân viên cho ổng. Tại vì như thế này cô này, vì lúc đấy là kinh doanh online nó mới phát triển. Mà con thì con bỏ cái nghề thẩm mỹ lâu rồi. Mà con bây giờ con đi ra ngoài kia thì con cũng phải đi làm cho người ta chứ không phải là từ mượn cửa hàng được. Nhưng mà ở Nghệ An thì con thấy là ôi tự nhiên lại nhận được mức lương cao như thế. Mà lại cũng gần nhà mình tự phát triển cái online của mình luôn, vừa bán hàng cho anh ấy, vừa làm cộng tác viên tự bán hàng ấy cô. Thì nó ổn định hơn, con thấy nó ok hơn. Là chỉ có suy nghĩ đó thôi đúng không? Vâng. Chứ chưa hề là trời ơi đã vậy lương cao mà lại bán cho một cái anh chủ đẹp trai như vậy. Có bao giờ lúc đó là con suy nghĩ là hay là mình nhận lời đi, xong có gì mình bắt xác ảnh luôn? Có bao giờ có cái suy nghĩ đó không? Không. Ủa như vậy dở chứ, gặp chị thì chị nghĩ vậy luôn. Hút luôn. Thiệt luôn á. Ủa nhưng mà là nãy con có nói là mẹ con là cái người mà coi như là xúi con là lấy cô này. Vâng. Đúng không? Vâng. Như vậy là từ lúc vô làm việc là con đã tiếp xúc với mẹ của cô ảnh rồi đúng không? Nhưng mà dạ. Nó là như thế này. Sao? Có nghĩa là lúc vừa con mới vào làm việc mẹ con là người cấm đoán, ngăn cản, không cho hai đứa làm việc với nhau. Và ủa nhưng mà công ty con là chỉ có con với cô này thôi à? Vâng. Dạ, nhưng mà làm ở trong nhà ấy, tại vì lúc đấy con mới kinh doanh, con chưa có tiền, chưa có gì cả, không hề có một cái gì hết, bắt đầu giống kiểu bàn tay trắng ấy. Làm trong cái nhà mà nhà con ở quê thì nó cũng nhỏ, có 40-50 mét vuông thôi. Làm trong cái nhà thì sẽ có bố mẹ đi ra hàng ngày nữa, chỉ sẽ tiếp xúc. Nhưng mà lúc đầu mẹ con thì không thích vợ con, bởi vì xăm nhiều, xăm những cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà kiểu không thích. Tại vì mẹ chồng con là làm giáo viên ý, nên là lúc đầu thì cũng hơi khó một chút. Đúng rồi. Hơi khó với những cái hành sản đó. Có nghĩa là mẹ chồng, mẹ con thì cấm đoán, thì cấm nói thẳng luôn ấy. Khiến cho bạn này cũng khóc vài lần. Dạ có, mẹ và cứ gọi điện cháu làm nhân viên thì được, nhưng mà cháu mà có ý định gì là không có được đâu nhá. Với cả là gọi điện mà là cháu mà đi chơi với anh Tú thì bảo anh Tú đi về đi. Đấy, bác đang đợi ở nhà. Và lúc đó cái cảm nhận còn sao? Dạ tất nhiên là buồn. Mới đầu thì chưa gì cả, cũng chưa phải mới đang thích nhau chứ chưa phải là yêu. Đấy, nhưng mà sau con thấy anh cũng cương quyết, nói chung là anh cũng có cái ý kiến riêng của bản thân mình. Và con thấy cảm thấy ok, con thấy được. Thế là con nhận lời yêu. Thì xong hai về làm thì một thời gian mẹ thấy cũng hai vợ chồng cũng chịu khó, và lúc đấy mẹ con về hưu rồi, mẹ con cứ cơm nước đưa ra ngoài ấy, thì mẹ thấy hai vợ chồng chịu khó làm tận 1-2 giờ sáng cô ạ. Đấy, chở từng bì hàng đi ra ngoài cầu ấy, xong rồi gửi giao xe cho người ta tận 2-3 giờ sáng. Thế là mẹ thấy ôi hai vợ chồng hai đứa này nó chịu khó, thế là từ đấy mẹ lại thay đổi suy nghĩ và mẹ giúp. Dạ. Như vậy là cái thời gian họ gần nhau đó. Buổi sáng buổi chiều tới buổi tối luôn đó chị. Như vậy chắc có lẽ là cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện nhanh lắm đúng không? Vợ chồng con thực tế 4 năm cưới nhau thì thực tế dính nhau 24/24 cả 4 năm luôn. Không hề có nghĩa vợ chồng con hầu như ở với nhau cả ngày, làm chung rồi đi đâu cũng phải có nhau mới đi. Còn ví dụ mà vợ mà không đi là mình cũng không đi, kiểu như vậy. Như vậy là con làm tới 1-2 giờ khuya là tối là con ngủ ở lại luôn công ty? Không, về ạ. Về 1-2 giờ khuya đó mà vẫn về. Thì cho nên bạn con về tới nhà là mấy giờ? Bạn này đi xe máy kè theo để đưa về. Vâng, đúng rồi. Cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ đó.
Dạ không, đi tầm ở Vinh thì nó không tắt đường như thế này. Nhưng mà đi tầm khoảng 30 phút. 30 phút, 15 phút thì đấy thôi. Nhưng mà bạn này làm cho con bao lâu thì con thấy là yêu bạn? Thực tế là làm chắc khoảng 2-3 tuần gì đấy là con thích yêu rồi, đúng không? Là con thích rồi. Thời gian lâu quá. Nhưng mà con này không bao giờ kiểu nói những câu tán tỉnh gì cả. Con này không kiểu chỉ làm việc với nhau và có nhạc trinh tình tảm, hai đứa từ thích nhau và yêu nhau thôi chứ không hề nói. Nhưng mà nó phải có một cái động thái là tỏ tình với cô ấy chứ, đúng không? Nắm tay nè, lén hôn má nè, rồi từ từ hôn môi nè. Cái đấy là con xin. Xin. Con xin tử tế, giống như kiểu đang đi ngoài đường, em ơi cho anh nắm tay nhé. Là sao, 3 tuần? Không, thì cũng phải 1 tháng ấy, con mới xin. Chị nó cách nhau có 1 tuần nữa thôi. Con nghĩ phải xin tử tế, nếu như con cho thì con mới nắm tay. Rồi hôn thì sao? Con cũng cứ xin. Với em ơi cho anh hôn em nhé. Rồi vấn đề trả lời sao? Thì mấy lần đầu thì cũng không cho, làm giá mà chú. Sau dần thì cảm thấy thích thôi thì vẫn ok. Ok. Nhưng mà cái chuyện tình yêu của bọn con cảm giác nó nghèo lắm chú ạ. Là trong quá trình hẹn hò thì người ta phải đi xem phim, đi ăn thế nọ thế kia. Nhưng vợ chồng con không. Ăn rồi chỉ đi ra ngoài đê ấy, ngoài chỗ con có cái đê ấy cô. Hay là chè. Ra uống nước chè. Uống đúng 3.000 nước chè xong rồi gọi thêm một ly dương. Là đi về thế thôi. Mà con thấy cảm thấy là anh ấy rất là lịch sự và nói chung là nó không kiểu là vồ vập như những người con trai khác. Con thấy nó rất là nhẹ nhàng. Em ơi, hôm nay em có thích anh hơn một tí nào chưa? Rồi hôm nay anh nắm tay em được không? Cho anh hôn em một cái nhé. kiểu thế. Dễ thương hả? Vâng, rất là hay chứ ạ. Con nói đây là một em có cảm giác em ngồi bờ đê ngoài Bắc chưa? Chưa bao giờ. Trời ơi. Cái đó nó còn lãng mạn hơn bất kỳ một cái cầu ánh sao nào. Gió rất mát luôn. Vì là nhưng mà ngồi buổi gì chị? Buổi chiều á. Chiều tối. Vâng. Tại vì là cái bờ đê vậy nè, xong bắt đầu là ngồi uống nước chè đó, uống nước chè xong rồi là cắn hướng dương đúng. Đáng yêu vô cùng. Nói chung một buổi hẹn hò không bao giờ quá 30.000. Tại vì... Nhưng mà bây giờ tụi con nghĩ lại nó là một cái kỷ niệm rất đẹp, đúng không? Vâng. Không phải là cái chuyện là tình yêu mà đi những nơi sang trọng, đi những nơi nó luxury thì mới gọi là tình yêu đẹp. Chính những cái tình yêu nó giản dị, nó chân phương, nó mộc mạc. Thực tế cũng muốn đi nhưng mà lúc đấy không hề có tiền. Tại vì nhà con ăn sáng ấy, khi nào cũng mỗi người 10.000 thôi, không hề có tiền luôn. Tại vì lúc đấy bố mẹ đã phản đối ấy. Mà con thì giống như kiểu bỏ công việc nhà nước, ra ngoài làm không có ai giúp đỡ, không ai cho vay mình gì cả. Tự mình bon chen thế thôi. Năm 10.000 có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cứ kiểu như thế, vừa con làm nhân viên cùng hiểu con nhất. Bảo hôm nay không bán được hàng là không có tiền rồi. Thì hẹn hò cũng chỉ ngồi nước chè thôi. Cũng chưa ăn đồ nướng hay đi đâu xa xỉ cả, và mấy tháng sau cưới nhau. Đấy, chấp nhận cưới nhau. Mấy tháng sau là cưới nhau đó. Dạ, từ lúc làm, nói chung là từ lúc quen đến tầm khoảng 3-4 tháng á là mẹ hỏi cưới. Xong rồi từ lúc đấy cho đến lúc cưới nhau là tầm 6 tháng á. 6 tháng. Tổng là 6 tháng. Tổng là 6 tháng cả. Là tụi con cưới quen nhau. Tổng là từ quen nhau cho tới cưới là 6 tháng. Tụi con cưới là bao lâu rồi? Bây giờ 4 năm tròn. 4 năm rồi. Có mấy bé? Dạ, hiện tại thì con có một bé 18 tháng ạ. Thì là cưới xong là có em bé liền? Dạ không, không. Nhà con gần 2 năm sau. Gần 2 năm sau mới có. Mới có. Có nghĩa thì là... cũng được mà, tại vì biết sao không? Còn trẻ quá đúng không? Thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là sự nghiệp chưa đâu. Chưa ổn định. Dạ. Cho nên là có em bé sớm một chí. Nhưng mà gia đình của bên này là mẹ đó là coi như là tác hợp cho hai đứa và hối cưới. Mà mình gia đình con thì sao? Gia đình con thì ôi may quá, có người rước rồi. Kiểu con anh Tú là ở thành phố nhưng con là ở quê. Con làm việc ở thành phố thì tâm lý ở quê thì thường là sẽ là các bố mẹ là tầm 25-26 tuổi là con gái là như một quả bom ở trong nhà. Ai rước là mừng lắm rồi. Kiểu cảm giác như thế cô chú ạ. Nên là thấy hỏi cưới là ok luôn. Vì chắc bà nội là nôn nao cháu nội dữ lắm đúng không? Vâng. Nhưng mà cái lúc mà cưới nhau mà tới 1.5 năm mới có em bé à? Dạ, thực ra là vợ chồng con là bị hiếm muộn. Dạ. Thì cứ cũng đi chạy chữa khắp nơi rồi nhưng mà không được, thì dính vào cái lúc bị dịch Covid là hai vợ chồng con tính là sẽ đi cấy. Đấy, nhưng mà bị dịch Covid thế là không đi được. Thì không nghĩ là mình có, nhưng tự nhiên lại thả tự nhiên thế là để lại có, nhưng mà rất tiếc là cái bé đầu là nhà con bị sẩy. Đấy, dạ. Thì sau 6 tháng sau là để tự nhiên lại có lại bé này. Vâng. Chúc mừng con. Dạ. Rồi, bây giờ là cưới nhau được 4 năm, em bé thì được 18 tháng. Dạ. Và bây giờ tới cái phần này nó hấp dẫn lắm nè. Tức là cái phần kể
kể về những cái tật xấu của nhau, đúng không? Con vâng. Xem chương trình này rồi cũng biết mà đúng không? Vâng. Và con thích cái phần này không? Có, thích nhất. Ở nhà thì xấu. Thích nhưng ngồi đây thì không thích nữa. Bây giờ, nó tiếng gì con không thích sao bây giờ? Mời con nói trước. Thôi, vừa nói tiếp đi. Nói tật xấu cũng chẳng phải là tật xấu, vâng. Mà là có những cái điều mà đối phương mong mỏi mình sẽ dạ. Hoàn thiện hơn, vâng. Để mà để gọi là giống như là mình thoải mái, hoặc là trong cái gia đình mình nó sẽ hoàn thiện để mình có thể ở bên nhau lâu dài. Dạ. Tại vì tụi con đã chọn lựa nhau rồi, đúng không? Dạ. Vâng. Chọn lựa. Chọn hạnh phúc là chọn lựa. Đúng rồi. Tức là đã chọn lựa rồi, phải chọn đúng người. Chọn đúng người, chọn lựa, đúng không? Vâng. Chọn đúng người, đúng thời điểm, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Vâng. Dạ. Hay không chị? Hay quá, em quá. Rồi, bây giờ mời các con. Ai là người nói trước đây? Anh nói trước đi. Cho anh nói trước. Vâng, vợ con thì thực tế tính xấu thì cũng không có nhiều. Nhưng có một cái tính con cực kỳ ghét, đó là xấu giống như tự kỷ ấy. Không. Sao cầm điện thoại không nói chuyện với chồng? Là không phải tự kỷ ở đây giống kiểu người hướng nội ấy, không hề giao tiếp bất kỳ người ngoài nào trừ công việc ra. Là không hề có bạn bè 4 năm cưới nhau ấy, vợ con không hề có thêm một người bạn bè nào mới cả. Chỉ có mất đi chứ không có bạn bè. Giống kiểu cuộc sống của vợ con chỉ lủi thủi là bố mẹ, anh chị và chồng với con thôi. Không hề có giao tiếp ngoài, công việc là không nói nhá. Còn bạn bè mới là không có, cứ thế ở trong nhà thôi. Không đi chơi. Vợ con cực kỳ ghét đi chơi. Không thích mua đồ, không thích đi chơi, không thích du lịch, không thích coi phim, không thích làm gì cả, chỉ thích ở nhà thôi. Và nhiều khi như thế vợ chồng con hay cãi nhau, cái chuyện đấy là cãi nhiều. Có nghĩa là cãi nhau ở đây có nghĩa là con bắt vợ con phải đi chơi. Kiểu đi chơi cùng ấy, tại vì thực tế vợ ở nhà thì mình cũng phải ở nhà. Mà nhiều khi vợ chồng mình còn trẻ nữa, làm cả ngày mệt mỏi rồi, có những ngày nghỉ thì cũng phải đi chơi này đó, đi du lịch một năm cũng phải ít một hai lần. Đây không, khi nào cũng ở nhà, cứ đi chơi, nói đi chơi là hai vợ chồng phải cãi nhau. Đấy là con muốn vợ thay đổi là phải hướng ngoài ra, kiểu tiếp xúc nhiều người hơn. Mở ra. Vâng, có bạn bè mới rồi các thứ. Nhưng mà ở nhà như vậy á, tiếp xúc nhiều á, vâng. Thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều chuyện. Vâng. Đó, anh hiểu mà. Hà là không gặp nhau, chứ gặp nhau là phát sinh nhiều thứ đó. Vâng. Hay đưa ra những cái vấn đề mà hai đứa sẽ không đồng quan điểm với nhau, là hay cãi vã, hay tranh luận với nhau. Thì vâng. Có cái chuyện đó không? Thực tế là vợ chồng thì không thể tránh được những cái quan điểm riêng, rồi cãi vã nhau là có. Nhưng vợ chồng con... Nhiều không á? Nhiều thì không phải nhiều. Nhưng vợ chồng con có một cái hay như thế này. 4 năm cưới nhau, vợ chồng con có giận nhau nhưng không bao giờ giận nhau quá 24 tiếng. Giận nhau có thể người này đi đây đi đó cũng được, nhưng mà trong vòng buổi tối cũng phải về ngủ, các thứ giống như sinh hoạt bình thường với nhau. Đấy là trong vòng 24 tiếng sẽ làm lành với nhau. Đấy. Có nghĩa là giờ tật xấu đầu tiên là sống khép kín quá, vâng. Mở lòng ra với mọi người xung quanh. Vâng. Ít bạn bè, làm biến đủ thứ, làm biến đi chơi, làm biến tiếp xúc, không thích đi du lịch. Nói chung là không thích gì hết trơn trọi. Vâng, đúng không? Ở nhà. Vâng. Rồi. Còn tiếp theo còn cái gì nữa? Cái thứ hai thì chắc là ai cũng thế, hay nói nhiều. Nói nhiều cứ đổ lại nhà chuyện cũ ấy cô. Rồi một cái chuyện hồi xưa mà cứ nhắc đi nhắc lại ấy. Là kiểu chuyện gì? Giống kiểu chuyện xấu của mình, giống như kiểu anh bảo béo, giảm cân các thứ, cứ nhắc ngày này qua ngày khác thì nhiều kiểu nữa. Nhiều chuyện lắm. Nó dài. Đúng đấy. Vâng. Có nói dài bao giờ chưa? Cũng nói dài nhiều thì chắc chắn là sẽ nói dài nhiều. Nói dài ví dụ đi, con thử có cái nào mà nói dài mà để cho nói dài xong thành nói dài rồi vợ rồi chồng giận không? À... chồng nổi điên lên là hai đứa lại cãi nhau. Có chứ nhỉ? Có rồi nhưng mà bây giờ không nhớ. Không nhớ luôn, tại nhiều quá hay sao? Hay là ít quá? Cái tính con là con rất hay nói kiểu hay nhằn chồng á, nhưng kiểu như là khi mà hai vợ chồng làm cùng một công việc nhưng mà đưa ra ý kiến là chồng con cảm thấy không ok là chồng con bảo không được. Thế là con là, đấy anh lại như thế, cái lúc anh bảo không góp ý thì em góp ý thì anh lại không nhận. Đấy kiểu như thế, xong rồi con có một cái hay đó là không biết chắc là chồng con rất ghét, đó là khi mà cãi nhau với chồng là con cứ mách ba mẹ chồng con. Xong rồi ba mẹ con lại gọi lại nói chồng con tiếp. Đấy là chồng con lại bực mình hơn. Lại nghe lại câu chuyện. Vâng. Thèo léo. Có nghĩa là con tầm thế thôi. Có nghĩa là ba mẹ chồng con này quý con dâu hơn cả con. Khi nào cũng cứ bênh thôi. Có pha nước cam thì cũng chỉ pha một cốc cho vợ uống. Mình là ngồi nhìn. Cái gì cũng cứ đổ gọi điện cả ngày. Mỗi ngày ngày nào cũng phải gọi những người yêu ấy. Hay quá ha. Từ lúc không đồng ý luôn. Từ lúc mẹ chồng không đồng ý, ghét mà bây giờ thành ra thương con. Giống như là con ruột rồi. Ghê thiệt chứ. Rồi còn thật gì nữa không?
có lượng thượng bề bộn không? Lượng thượng bề bộn thì cũng có, nhưng mà trong cái phạm vi kiểu chấp nhận được, kiểu hai vợ chồng con kiểu sống, riêng ấy. Thì tất nhiên cũng kiểu vợ chồng trẻ thì kiểu sáng thì đi làm sớm, về tối thì muộn mới về, công việc với vợ chồng con ấy nhiều khi 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Thì lúc đấy chỉ có muốn nằm nghỉ để các thứ thôi, chứ không, chứ bây giờ nhà có bẩn thì cũng phải để ngày mai. Ngày mai tính, vâng. Bây giờ mệt quá rồi đúng không? Thành ra thói quen rồi. Thì mình chấp nhận được. Thôi cũng nhiều tật lắm rồi em. Thôi nói chung là cũng chỉ có vỏn vẹn có vài ba tật thôi. Bây giờ nhân thì con cái cũng tật đó cũng nhiều rồi chứ không không hết cái, đâu em. Cái nào cái mình lẻo lẻo không chị thấy là ấy rồi đó. Thôi bây giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vẫn con mong muốn vợ ở đây mở lòng ra nè. Thực rồi. Tế chỉ muốn vợ giao tiếp với nhiều người hơn. Mở lòng mình ra và cố gắng, giống kiểu mình vất vả nhiều rồi thì bây giờ mình có một tí thì mình nên hưởng thụ một tí kiểu cuộc sống nó vui vẻ hơn thôi. Còn về nói thay đổi thì cứ như thế này là được. Rồi. Tại vì mình chọn đúng người rồi thì mình yêu họ như thế nào lúc đầu thì bây giờ mình cũng yêu như thế thôi. Hay quá. Vâng. Chấp nhận là nó dài nó dai đúng không? Chấp vâng. nhận luôn. Rồi, cái đấy thì con, đó. Con thì con thấy chồng con có một cái điểm con chưa ưng, đó là chồng con hay khùng quá, hay nóng tính ạ. Dạ. Tính hay cộc, mà cộc không kể biết lý do luôn. Khi một khi đã cộc lên là tất cả mọi người xung quanh đều phải hứng chọn cái cơn giận đấy. Mặc và dù... chúng muốn biết là cái phản ứng của chồng con có lúc đó như thế nào, có dữ tợn không? Dạ, mà rất, có nói rất những là... cái câu khó nghe không? Không, nếu mà nói khó nghe thì cũng có, nhưng mà nói chung là nó trong cái phạm vi là kiểm soát được chứ không phải là bung bét ra đấy. Nhưng mà chồng con dở một cái là cứ mỗi lúc mà bực lên á, không phải lỗi của vợ nhưng mà vẫn nói vợ, nói nhân viên, rồi nói mẹ, cứ nói tùm lum tà la, xong đấy rồi lại xong đến khi hạ giận xuống là biết mình sai thì lại đi xin lỗi. Đi xin lỗi từng người á. Vâng. Có không, có thể là không nói ra lời xin lỗi nhưng lại làm những cái việc như là mua quà, rồi lại là cứ đến thúc thì thôi đừng giận nữa, kiểu như vậy. Cuối cùng hóa ra ổng là người lỗ. Dạ. Đúng không? Giận lên xong rồi phải đi mua quà. Tính quà. Đó, mà lỗ. Đó. Với nói cả với cả một điểm đó là chồng con rất lười dọn. Con đã lười rồi nhưng mà nhiều khi là con lười là do chồng con không chịu giúp con, thành ra con để đấy để xem chồng con thái độ như thế nào. Nhưng mà con mà đã không làm là thôi, chồng con cũng để im rồi luôn. Và cuối cùng ai làm? Thì cuối cùng là con làm. Đấy, nên là con rất ghét cái đấy. Và con muốn là chồng lười không chịu chia sẻ công việc. Đúng với rồi bà. Đúng. Tất nhiên là con biết là chồng con bận rộn rồi, nhưng mà những cái nhỏ nhỏ như là ví dụ như uống sữa xong hay là ăn hoa quả xong thì phải biết đưa vào cất đi. Không có để tùm lum tà la đấy. Con mà không dọn là cứ để thế luôn từ rồi, ngày này qua ngày sao? Khác. Cái lúc em bé có như còn cũng như là sơ sinh đó, rồi có tắm cho em bé không, mà có khi tả cho em cái bé cái mà chăm con thì nói chung là cái việc chơi với con thì ít tại vì bận rộn công việc, nhưng mà chăm con lúc nào mà rảnh rỗi là vẫn chăm con, cứ lo cho con từng cái một, như là mua cái này cái gì cũng phải tốt nhất cho con. Nhưng mà có một cái đó là nó nói luôn đi, đừng rất nhìn. Ghét thay bỉm, hoặc là cứ thấy bỉm, hoặc là con gái con mà đi vệ sinh xong, mà hoặc là anh đi vệ sinh xong mà thấy bỉm ở trong nhà là anh chạy luôn. Anh sợ phân em bé. Vâng, đúng rồi, rất sợ và rất ghét cái đấy. Xong bắt đầu là hét toáng hét ầm ĩ lên và bắt mọi người phải nhanh, trong vòng một giây phải đưa cái đấy đi chỗ khác. Bây giờ thì đấy. Sao mỗi lần em bé mà đi bu thì ổng có vào ổng rửa cho em bé không? Không chú ạ. Tắm thì được nhưng mà lỡ như thế. Tới bây giờ kìa mà vẫn thì sợ luôn. Vâng, đến giờ vẫn thế. Mới có 18 tháng thôi mà chưa quen. Rồi có gia trưởng không? Đó. Gia trưởng thì cũng không phải là gia trưởng, mà là đàn ông thì con nhiều khi cũng phải có một cái chứng kiến riêng của mình ấy chú. Nhưng mà con thấy nhiều khi sai á, không chịu nhận cái lời góp ý của mẹ và vợ, cứ khăng khăng là mình đúng. Đấy, đó là một cái điểm sai. Rồi. Đấy, con chỉ mong là chồng con là không mong muốn chồng con thay đổi những cái gì trong mấy cái con vừa kể. Đấy, thì là bây giờ con mong muốn chồng con là thứ nhất là lắng nghe và hạ cái tôi xuống một tí. Đấy, bớt khùng, bớt nóng tính lại một tí, lắng nghe vợ và mẹ hơn. Đấy, để đỡ mất công và đi xin lỗi. Dạ. Thứ hai đó là tập quen với cái việc thay bỉm cho con đi. Thế thôi. Có thể đấy thôi ạ. Ví dụ mà sờ phân rồi là có bộ khó ạ. Và cái này bị ám ảnh. Đúng rồi, tại vì em biết có những người mà họ bị lại giống như nó bị chồng con nói đúng, nó bị ám ảnh á. Yeah. Nó khó thay đổi lắm. Có nghĩa làm gì không. Cũng được trừ cái việc đấy ra thôi. Không, chú là cái người cực kỳ sợ luôn. Tại vì trước khi có con
có những đứa cháu hoặc có những đứa con nít, tại chú làm phim mà chú thường xuyên gặp những cái đặc biệt đó của trẻ con. Yeah. Nhưng mà từ khi có con rồi mà chú ra không sợ. Cái đó nó khác, của em là khác. Tôi tới luôn á. Của cái bạn này là khác, tại vì biết sao cô biết không? Tại vì cái người em ruột của cô á, Vũ á, nó cũng như vậy đó, sợ lắm. Trời ơi, của con nó đó mà nó thấy là nó chạy, nó chạy bắn súng bắn chết luôn, mà không biết tại sao luôn. Dạ. Rồi có định giờ có thêm đứa nữa không? Bây giờ khoan đã, là nói. Quên. Vô đi. Bây giờ á, cô thấy như vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con mới cưới nhau được 4 năm thôi đúng không? Dạ. Là tôi thấy á, nó sẽ có một số cái nếu như tụi con không sửa đó. Dạ. Là nó không có hay đâu. Dạ. Thứ nhất á, là con, chồng con nói đúng á, con phải mở lòng ra, con phải có bạn có bè. Bây giờ á, vợ chồng như vậy ha. Dạ. Xong á, một lúc nào đó hai vợ chồng cãi nhau ví dụ vậy, mà cãi nhau mà chưa hòa với nhau được á, thì con sẽ cảm thấy con bị ức chế kinh khủng khiếp lắm. Nhưng nếu như con có một người bạn nữ, người bạn thân của mình á, mà con có thể chia sẻ được á, thì con sẽ thấy nhẹ đi. Tại vì á, khi mà con nghe những cái tương tác từ bạn á, chẳng hạn như là con nói chồng con, trời ơi, sao mà ổng nóng tính quá à, ổng thế này thế nọ thế kia với tôi thế này thế nọ, thì ví dụ cô bạn con á sẽ nói là trời ơi vậy chứ mà ổng còn đỡ hơn chồng tôi đó, tôi nói cho bà nghe, chồng tôi còn dày nữa này. Hai đứa tâm sự được với nhau á, tự nhiên con thấy à, chồng con vậy là còn hơn biết bao nhiêu người, thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ đi cho con đỡ, con xả được cái ấm ức trong lòng á. Nếu mà nói là bạn thân thì con có, nhưng mà tính con là con ít con lại thích góp ý cho người khác, con thay cho boy chuyện người khác, nhưng mà chuyện của con rất ít khi mà chia sẻ ra, đấy con cứ giữ trong lòng vậy ạ. Thì đó, bởi vậy con ơi, cái lòng của con, trái tim của con, cái não của con á, con chứa được khoảng 100 năm không? Con nghĩ là con sống 100 tuổi không? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì bây giờ làm sao con chứa hết? Cái thứ nhất, thứ hai nữa là chồng con cũng có cái nhu cầu được đi ra ngoài chứ, đúng không nè? Dạ, dạ. Thì thành ra bây giờ nếu con không đi chơi, chồng con phải ở nhà theo con, mà cái đó đàn ông khác, đàn bà khác, họ có những cái nhu cầu họ cần phải mở mang các mối quan hệ làm ăn chẳng hạn, hoặc là mở mang những cái giải trí á, họ, yeah, họ cần cái nhu cầu đó, mà giờ vợ ông đi rồi không lẽ về chồng đi một mình, mà con để chồng con đi một mình con còn mệt nữa. Đúng không? Yeah. Có những cái mà cám dỗ chẳng hạn, thì cám dỗ đúng không con? Vâng. Cho nên hai vợ chồng là phải đồng thanh đồng thủ, phải đi chơi. Thực ra cô cũng giống con, cô làm biếng, yeah, đi đâu chơi lắm, cô không thích đi chơi, nhưng mà cô phải chiều chú, phải đi chơi để cho chú vui, để cho chú có những cái tiếp xúc người này người nọ. Rồi vợ đẹp như vậy á, người ta còn có nhu cầu khoe vợ nữa cơ. Đó, vợ tôi xinh như thế này phải hãnh diện chứ, đúng không con? Đó, cho nên con phải thay đổi cái đó đi, cuộc sống nó mới thú vị được. Con hiểu không? Vâng. Rồi hai đứa có mong muốn có thêm một em bé nữa hay không? Dạ, nói chung là tại vì là nhà con có tự nhiên rồi, thế là con cũng không đặt nặng cái vấn đề là có em bé lắm, nhưng mà hiện tại là vợ chồng con vẫn định tự nhiên, khi nào mà gọi là trời ông trời thương ông trời cho thì nhà con xin nhận. Con cũng không đặt nặng cái vấn đề này lắm. Nhưng mà cô lại muốn khuyên con là Bin, em chúc cho hai bạn này có đứa con trai. Dạ. Không, tại vì chị nói nghiêm túc luôn, bạn rồi. Này có đứa con gái rồi. Dạ, đúng không? Chú Bin chúc con có một thằng con anh trai. Anh Tú cũng đẻ ra một đứa con gái, chưa ông bà nội chưa có cháu trai. Thấy chưa? Cháu trai. Bởi vì chị nhìn cái tia mắt của Tú là chị biết là bạn này bây giờ đang rất khao khát có một thằng con trai nối dõi tông đường. Ok, nếu mà có đứa con trai chắc chị em mình sẽ ra tắm biển Cửa Lò. Đúng rồi. À, xong sẵn rồi như là thăm gia đình của hai đứa nó luôn. Đúng rồi. Rồi hôm nay chú mong rằng hai con sẽ yêu nhau nhiều hơn, dạ, nhé. Và mến chúc cho hai vợ chồng năm sau đi, dạ, năm con mèo, dạ, đầu năm bác sĩ báo tin vui và cuối năm con mèo vàng xuất hiện, dạ. Con cảm ơn cô chú. Cháu trai kháu khỉnh đủ đầy và nhận lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất của bố và mẹ, nha. Dạ. Con cảm ơn. Nhưng mà cao lớn giống bố hả? Giống luôn. Đó, nhưng mà không, những cái gì đẹp đẽ nhất chưa, của bố mẹ. Chưa nè, để tôi hỏi đáp đi. Sao? Cao lớn giống bố. Đẹp trai giống bố, nhưng mà không có nóng tính giống bố. Đó. Rồi, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với hai vợ chồng các con. Dạ, vâng. Rồi, xin chào hai đứa nha.